Thùy Linh rất vui vì ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hóng chuyện showbiz thế giới ngay sau đây nhé. Kim Hee-ae, nữ chính của bộ phim Thế Giới Hôn Nhân, chính là một trong những mỹ nhân của K-pop thập niên 90 và tới nay cô vẫn chứng minh được điều đó. Dù đã bước sang tuổi 53, Kim Hee-ae vẫn không ngần ngại hy sinh vì vai diễn. Cô thường được chọn mặt gửi vàng trong những bộ phim về đề tài ngoại tình, với những vai diễn nặng về tâm lý, gặp nhiều trắc trở trong tình cảm. Đây cũng chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau 4 năm kể từ phim Tình Yêu Cuối Cùng chiếu năm 2016. Ở ngưỡng cửa hơn 50 tuổi, nhiều nghệ sĩ nữ phải nhờ vào make-up để che đi những biểu hiện của tuổi tác. Tuy nhiên, với Kim Hee-ae ở đời thường, cô lại thích để gương mặt mộc và thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân của mình. Nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm, ấn tượng nhất là làn da mịn màng và căng bóng. Cô từng chia sẻ rằng, ở tuổi này cô không chạy theo các chế độ ăn kiêng, mà chỉ thực hiện ăn uống khoa học, phù hợp với bản thân và uống thật nhiều nước để duy trì sắc đẹp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời kỳ này của Hóng Chuyện Showbiz, nghệ sĩ Bảo Trí, được khán giả yêu thích và nhớ đến với lối diễn đậm chất Nam Bộ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến với Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay, tôi muốn quý vị cùng đi ngược lại thời gian. Cách đây khoảng chừng 10 năm, 15 năm khi mà các sân khấu kịch và sân khấu hài đang bắt đầu bước vào thời điểm nở rộ và được khán giả đón nhận một cách cực kỳ nồng nhiệt. Thì đâu đó những nghệ sĩ tên tuổi thời điểm như là Vũ Thanh, Bảo Trí, Kim Tuyết hay là những nhóm hài dần dần được khán giả đón nhận. Họ chạy khoảng 3, 4, 5 thậm chí là 6 show trong một đêm thưa quý vị, để cho thấy là cái năng lực hoạt động và cái nguồn năng lượng dành cho đam mê miệt mài vô cùng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, không biết rằng những gương mặt đó đã làm gì và mang đến những sự cống hiến gì cho khán giả. Ngày hôm nay hãy cùng nghe giải bài qua phần gặp gỡ với nghệ sĩ Bảo Trí. Chào anh. Chào Hiếu. Hôm nay rất vui được tham gia chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Dạ. Thì đã lâu cũng rồi, anh cũng là người của showbiz nhưng mà anh ít có hóng cái chuyện của showbiz nhiều. Dạ. Ra giờ hôm nay được cái chuyện hóng là mình có dịp mình hóng. Mình không hóng chuyện ai mà cũng không ai hóng chuyện mình. Không ai hóng chuyện mình. Nói chung anh được cái là anh giống như ta nói dĩ hoài vi quý lắm. Nói chuyện của tất cả anh em thì anh cũng đều nói chung là cũng mang máng có nghe, cũng có theo dõi. Dạ. Thì anh biết ai như thế nào dạ, nhưng mà thậm chí thì anh lại là giấu kín anh. Dạ. Ngộ ha, kiểu như sống nội tâm ha. Sống nội tâm. Tại vì thầm á. Dạ. Anh Bảo Trí biết tại vì sao mà Phi Hiếu nhắc anh Vũ Thanh, anh Bảo Trí hay là chị Kim Tuyết? Tại vì cái thời điểm mà em mới vào nghề á là thời điểm mà em còn được chứng kiến cái sân khấu kịch nó huy hoàng và sân khấu hài nó được khán giả đón nhận. Anh nhớ không? Đúng thời rồi. Điểm đó là em giới thiệu anh biết bao nhiêu lần trên các sân khấu mà mình diễn chung với nhau. Đúng không? Cho nên là em thấy cái sự thăng hoa của các nghệ sĩ thời đó và bắt đầu có sự thoái trào. Đúng không? Cái thời điểm mà em nhớ là một đêm mà anh vừa diễn xong chỗ này anh phải chạy qua chỗ khác anh diễn, rồi anh phải chạy qua chỗ khác anh diễn nữa. Cứ liên tục như vậy. Đúng nhớ rồi. Lại cái thời kỳ đó thì anh thấy như thế nào đối với cái nghề và cái đam mê của mình? Phải nói cái thời kỳ đó là người ta gọi là cái thời kỳ vàng son. Vàng son của sân khấu hài. Dạ. Phải nói lúc đó là sân khấu hài lên ngôi chứ không phải là sân khấu kịch. Chính sân khấu kịch là sau này. Dạ. Sau khi cái sân khấu hài là bắt đầu bị chững lại và có cái gần như là thụt lùi. Thì lúc dạ. đó là sân khấu kịch đi lên. Dạ. Tại vì cái đó là, dù sao đó cũng là một cái sự chính quy. Sân dạ. khấu kịch là sân khấu chính quy. Dạ. Thành ra sân khấu hài nó chỉ là một cái sân khấu nó mang cái tính cách thời sự lúc đó. Dạ. Không phải xác nhận đó là thời sự. Dạ. Tại lúc đó người ta nói chung là công việc rất là bận bịu vì lo cuộc sống này kia nọ. Thì ra khi tối ta muốn quay trở về nhà, ta muốn tìm một cái gì đó để người ta giải trí thì ta chỉ đi xem hài thôi. Dạ. Mà tại vì lúc đó Hiếu còn nhớ là cái chương trình truyền hình của mình rất là ít. Đúng. Đó mà thậm chí những cái chương trình hài chưa có nhiều trên TV. Làm sao xuất hiện YouTube trên TV không được? Có luôn. Làm sao xuất hiện trên TV được? Dạ. Chỉ là những cái vở kịch hài ngắn thôi hoặc là vở kịch dài đó là nhiều. Dạ. Chứ còn mà kịch hài thì rất là hiếm. Thành ra lúc đó tụi anh sống được là nhờ cái sân khấu hài nó hoạt động. Chính mà xác. Gần như là hoạt động kiểu đại chúng luôn. Dạ. Đi đâu cũng thấy sân khấu hài nở rộ rồi, đi đâu cũng thấy các nhóm hài nở rộ. Chính xác. Mà bởi vậy anh nói cái lúc đó mà cái thời điểm để mình đứng trụ vững trong cái làng hài rất là khó khăn. Chính xác. Lúc cạnh tranh cực kỳ. Cạnh tranh, sự cạnh tranh rất khốc liệt đó. Dạ. Là đúng là cái thời điểm mà để mình có thể tỏ rõ hết cái khả năng và cái năng khiếu của mình qua cái bộ môn sân khấu hài. Dạ. Thành ra lúc đó tụi anh phải nói thật là cũng nhờ tổ thương, nhờ trời thương, thành ra anh cũng có được show để chạy. Trời ơi, khiêm tốn.
Khiêm tốn. Trời ghét dễ sợ. Có được xô đi chạy. Ghét dễ sợ luôn á. Cái gì đâu mà em còn nhớ hoài là cứ mỗi lần đến sân khấu là diễn diễn để chạy. Ờ đúng rồi. Kinh khủng. Tranh thủ thời gian. Chính xác. Tại vì lúc đó tụi anh diễn nó phải nói là cái thời điểm đó là cái thời điểm rất là căng. Nhóm hài lúc đó anh Lan nghĩ là cũng chưa có đáp ứng được với kịp với các cái sân khấu mới nó mọc ra. Dạ, đúng rồi. Tại vì sân khấu nó nhiều mà nhóm hài lại ít, các nhóm hài khác nó chưa kịp gọi là bắt đầu chứng tỏ mình, thành ra tụi anh còn ở cái lúc mà đương thời. Dạ. Đó giống như người đương thời. Đồng ý, đồng ý. Đương thời đúng không? Dạ. Cái tụi anh mới được chạy show, thành ra khi mà kêu đi diễn thì tụi anh phải sắp lịch rất là gắt. Dạ. Có nghĩa là tụi anh chỉ trừ cái thời gian là từ ở sân khấu này chạy qua sân khấu kia. Nó thành ra khi nhận show tụi anh sẽ nhận cách nhau là từ 10 cho tới 15 phút. Dạ. Nhưng chỉ có những cái dịp mà Tết thôi. Tết thì phải nói xác nhận là tụi anh là lúc đó ham tiền quá. Ham tiền cũng nhận sâu ẩu quá. Chứ anh nghĩ coi bây giờ khi mà mình kiếm được nhiều tiền thì mình không có dành toàn tâm toàn lực đi kiếm tiền chứ mình làm gì vậy? Thì đó nó không, với lại thường người ta thường nói nhau, anh em mình thường nói nhau là cái mùa Tết là mùa nghệ sĩ. Chính xác. Đó mình tranh thủ mình lụm tiền là cái mùa đó, thành ra tụi anh rất là tranh thủ. Thì lúc đó phải nói xác nhận là có ẩu, lúc đó chỉ chừa khoảng 5 phút thôi. Trời trời, dắt giò lên cổ luôn á. Mà em biết sao, nếu mà chừa 5 phút như vậy thì phải nói mình cũng có lỗi nữa là sao? Cái tiết mục mình sẽ bị cắt bớt là. Dạ. Cái gì tụi anh diễn bình thường là khoảng 10 phút tới 12 phút. Thì những cái dịp mà lễ Tết tụi anh diễn còn có khoảng 6-7 phút rồi. Dạ. Cái này là khai thiệt phải không? Lần đầu khai thiệt. Mà tất cả những anh em hài cũng phải đều xác nhận. Không ai mà dám mở miệng ra nói không, tôi không, tôi diễn nào cũng đủ. Lần đầu khai thiệt trong hóng chuyện showbiz biết quý vị thấy không? Có những cái trường đoạn trong cuộc đời chúng ta đúng, phải vì đồng tiền để làm cho chúng ta phải cắt bớt đi thời lượng. Không, nhưng mà anh ơi, tại vì sao? Tại vì nó dễ thoái trào quá. Cái gì nó bùng nổ lên rồi nó cũng dễ dàng đi xuống. Như anh thấy khi mà mạng xã hội bùng nổ, YouTube bùng nổ, sân khấu hài còn đâu. Đó, bởi vậy không, anh nói thì cái này anh cũng không trách ai hết. Anh nói phải nói đây là mình tự trách mình. Đầu tiên là mình phải trách mình trước. Trong đó có anh nữa mà. Tại vì lúc đó mình cũng gọi là mình ham. Ham xuất hiện trên màn ảnh nhiều quá. Thành ra từ vô đó khi tất cả các công ty mà mời mình quay những cái tiểu phẩm hài của mình, thay vì cái đó là cái chén cơm của mình lại bán chén cơm đó đi để mình xuất hiện. Tại vì mình cứ sợ là người ta không thấy mình, người ta không biết mình, thì mình sẽ không có cái dịp để mà cùng cạnh tranh với những anh em khác. Dạ. Trong cái cuộc sống mưu sinh này, thành ra mình bắt buộc người ta làm sao thì mình phải vậy. Chứ nếu bây giờ thí dụ Hiếu làm nghề mà người ta mời Hiếu đi quay, Hiếu không bán tiểu phẩm thì làm sao mà Hiếu ta biết Hiếu được. Mà cái tiểu phẩm mà đã diễn trên truyền hình mà rồi là coi như là mà khi mình đã bán trên truyền hình là coi như sau khi người ta đã xem rồi, thì khi bước ra sân khấu mình diễn thì cái hiệu quả nó sẽ bị thấp đi. Dạ. Cái việc mà mình diễn những cái tiểu phẩm trên truyền hình á, nó có ảnh hưởng nhưng mà không nhiều bằng mạng xã hội. À, tại vì rồi, mạng xã hội người ta có đi coi lại hoài, coi hoài. Còn truyền hình có thể là phát sóng xong đó là phát sao xong rồi. Dạ. Đó. Nhưng mà từ khi mà mạng xã hội và YouTube mới chết. Chết, đó là nói chết rõ ràng. Tại vì nói chung là nhà nhà đều xem được. Mà là xem không tốn tiền, không tốn phí. Thì bây giờ hỏi em giữa một cái có phí, một cái không tốn phí, rồi một cái không mất thời gian nữa. Ai có nghĩa lúc đó mình muốn xem lúc nào mình mở ra mình xem. Và cái điều quan trọng nhất là gì? Tôi thích ai tôi được xem người đó. Đó đâu mới khó. Thành ra từ lúc đó bắt đầu từ từ sẽ có hài bị thoái trào và nhường cho những cái bộ môn khác lên. Thì anh nghĩ cái đó là chuyện bình thường, chuyện tất nhiên xã hội thời thế. Cái thời đại công nghệ thông tin thì ai cũng như ai, chắc chắn mình phải nghĩ là cái điều đó sẽ xảy ra. Và quan trọng là mình vẫn phải tìm cái hướng để mình luồn lách đi có khác. Chính xác. Tại nhưng bây giờ nó đâu đi hướng đó ngoài được, cái đam mê nó không có dừng lại được. Đúng rồi, cái đam mê không dừng lại được. Để em nói cái trường đoạn này để xem anh nhớ nó nằm ở giai đoạn nào. Có một cái lời khen dành cho anh từ Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Đó chính là anh là nói về anh là nói về một người thiên biến vạn hóa. Anh nhớ cái nhận xét đó ở đâu không? Nếu anh nhớ không lầm thì là Hiếu muốn nhắc lại cái phải nói là một cái quá trình mà anh cũng đã gọi là dốc hết tâm sức của mình vô cái chương trình đó. Thì phải nói rất may là trong cái chương trình đó thì anh có được một cái gì đó để tạo nên một cái tiếng vang riêng đối với nhóm hài của anh. Đạt giải quán quân luôn rồi mà. Anh hỏi là có được cái gì đó. Thì em nói cho anh đâu dám nói. Đạt giải quán quân luôn. Mà cũng từ đó mà khán giả hiểu hơn về nghệ sĩ Bảo Trí và gia đình nghệ thuật của diễn viên Bảo Trí. Đúng không anh? Cái đó cũng là một phần cuộc đời của anh khi anh làm nghệ thuật, và anh cũng đã đưa lên cái chương trình đó coi như là cũng gần như là cái khoảng đời làm nghệ thuật của anh. Phải nói đó là khoảng lặng trong cuộc đời anh. Dĩ nhiên cuộc đời của người ta ai cũng có khoảng lặng hết. Dạ. Mà nhất là đối với cái nghề của mình nữa, đằng sau cái sự thành công luôn luôn lúc nào cũng phải đầy những
giọt nước mắt đau thương và khổ cực. Chứ không ai mà đi lên một cách bình thản và đơn giản nhẹ nhàng để bước vô cái con đường này hết. Gần như anh nản chí. Nhưng phải nói nhờ sự động viên của anh em, gia đình, và nhất là của cái người gần gũi nhất là bà xã anh, là chị Kim Tuyết. Là đã động viên anh rất nhiều, cho nó thật sự lúc đó hỏi em chứ đi làm ra ngoài đi làm. Lỡ có gì mà chuyện gì thất bại hay buồn bực, về tâm sự với ai? Chỉ có vợ mình thôi, cái người mình chia sẻ mình nhiều nhất chỉ có vợ mình thôi. Thì phải thật sự anh cũng đã nhờ Tuyết để mà động viên anh. Anh cố gắng anh quay trở lại với nghề. Không có chị nhà ở bên cạnh động viên và cũng là một bạn diễn cực kỳ hợp cả với anh, thì chắc chắn là cái niềm đam mê đó biết đâu nó bị đứt như cái quãng đường nào đó. Đứt đoạn. Anh nghĩ, anh cũng không nghĩ là nó sẽ bị đứt đoạn. Tại vì lúc đó anh nói thiệt, quá nản, quá buồn. Ông bà mình từng nói gần như đúng, có nghĩa là lên vô xuống chó. Có mấy hồi. Anh nói thiệt, có lúc anh đang ở trên lưng con voi mà anh rớt xuống. Thật ra từ đó anh rất trân quý những gì mà anh làm và anh có được ngày hôm nay. Và anh không bao giờ anh mãn nguyện, anh không bao giờ anh tự phụ với cái nghề của mình đang có. Và lúc nào, tại sao nhiều khi Hiếu nói là tại sao anh kim nhường kim tốn, không phải. Từ sau những cái sự đổ vỡ, những cái sự mà bị thất bại đó, anh tự nhiên rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình. Và anh cảm giác cái sự mà tự phụ, kiêu căng, rồi thăng hoa hay là tỏa sáng gì đó, chỉ là những cái phù du mơ mà ông hảo quyệt. Khoảnh khắc nào đó, khoảnh khắc nào đó thôi. Và nó sẽ mất đi trong chốc lát nếu mình không biết trân trọng nó. Thành ra từ đó anh rút kết được cho kinh nghiệm cho cuộc đời anh là anh sống làm sao để cho tất cả anh em, từ đồng nghiệp, bạn bè cho tới khán giả, nhìn ở anh là chỉ nói được hai từ anh nghe là anh vui rồi. Thằng này dễ thương, vậy thôi. Anh không cần gì hết. Có phải là qua khi mà con người ta trải qua những cái thành công, cả những cái thất bại, thậm chí là bị dìm xuống đến mức thấp nhất, thì bắt đầu anh mới ngộ ra được điều đó. Nếu mà anh đã ngộ được điều đó, thì khi nhìn lại cụ thể là khoảng lặng trong cuộc đời mình đi, như anh vừa chia sẻ lúc nãy, thì anh có còn một cái niềm trắc ẩn nào để trách hay để móc những người trong cuộc? Phải nói là như vậy, đó là cái cuộc đời, anh nghĩ đó là nhiều khi là cái số của mình em. Cái cuộc đời mình ai cũng đều có số hết trơn. Nếu mà mình hên, mình sẽ được sanh nhầm vào một cái gia đình đó thì nó đầy đủ, nó hạnh phúc như thế nọ. Nhưng cũng có người ta cũng mong muốn được như vậy, cũng đâu có được. Nhưng anh thì anh nằm ở cái khoảng giữa, có nghĩa gia đình anh lúc trước rất hạnh phúc. Nhưng sau đó thì sự việc xảy ra thì cái này là chuyện của người lớn mình, là con mình cũng đâu mình cũng không biết được cái gì như thế nào. Bây giờ mình nhỏ quá, mình khi mình lớn lên mình biết cái sự việc nó xảy ra như vậy, mình không biết trách ai, oán hận ai, và mình đâu phải là người trong cuộc. Tại vì khi em mình cũng không biết rõ ràng cái câu chuyện, mình cũng không biết nào. Rõ ràng câu chuyện như thế nào, thành ra mình cũng không đánh giá được là ba mình có lỗi hay là má mình có lỗi hay là như thế nào, sự việc tại sao lại như vậy. Nhưng mà mình chỉ biết nhận ra một điều là thì ra mình là đứa con bị như vậy. Đó, thành ra mình mới hiểu được cuộc đời của mình. Thành ra từ chỗ đó anh sau khi anh có những cái sự việc đó rồi, anh trải qua sự việc, anh lại càng yêu, càng quý gia đình mình hơn. Gia đình mình hơn. Và mình sẽ rút ra được nhiều cái kinh nghiệm, những bài học là mình làm sao đừng để cho gia đình mình lặp lại cái chuyện cảnh đó nữa. Phải làm như vậy được, và mình là phải lúc nào cũng làm gương. Ra từ chỗ đó rất may là tới bây giờ anh có một cái mái ấm gia đình mà đúng là một cái hậu phương gần như là vững chắc cho anh. Thành trì vững chắc để anh yên tâm đi đánh trận đó mà. Con trai giỏi giang đúng không, mày mà học hỏi, con gái thì đang du học Canada. Trời ơi, còn mong ước gì nữa. Còn bây giờ thì nhóm hài bảo trí vẫn được mời đi diễn đều, tham gia sitcom, phim truyện đầy đủ. Đó cũng là một cái điều may mắn đối với anh cho tới ngày hôm nay, và anh rất là vui là kiểu đó. Và nhờ vậy mà hôm nay mới có được dịp ngồi nói chuyện với lại Hiếu để anh cứ kiêm tốn. Nhưng mà anh nha, đúng là ngày hôm nay thì được nghe câu chuyện và được gặp lại anh Bảo Trí trong một cương vị là tiếp tục là một người dẫn chương trình để trò chuyện với một nghệ sĩ có nhiều đóng góp, thì cái tinh thần anh nó khác hẳn như những lần trước. Tại vì bây giờ anh đã giải tỏa được những cái điều mà anh ấp ủ bấy lâu nay về cái sự thăng trầm trong cuộc đời, và biết mình phải cống hiến cái gì, đúng không? Sắp tới thì có cái dự án nào hấp dẫn mà anh có thể là bật mí xíu cho khán giả để có thể theo dõi? Đặc biệt là cái dự án đó thì chắc là cũng có cái bóng dáng mà cái cô mà anh dụ vô nhóm xong anh cưới luôn không? Chị Kim Tuyết. Ông phải nói là anh nói thiệt, anh rất thương cái cô mà anh dụ vô nhóm. Bà xã đó ha. Bị trung dân gài đó. Nói chung thì là anh cũng mới vừa xong cái phần 1 của bộ phim là Đường Về Có Nhau. Đường Về Có Nhau. Là bây giờ là cũng chuẩn bị phát
HHTV. Khán giả, khán giả trông chờ điều đó. Tin chắc rằng là anh sẽ còn tiếp tục gặp nhiều thuận lợi hơn nữa và sẽ có nhiều vai diễn hay hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại. Gương càng già càng cay là cái câu mà em sẽ luôn luôn mong muốn anh phát huy điều đó. Anh cũng mong, anh mong là như vậy. Anh cũng mong là cái quãng đời còn lại của anh thì anh sẽ có được những cái nhân vật anh thể hiện nó mới hơn, gai góc hơn, hấp dẫn hơn. Anh hy vọng là để cho khán giả khi mà xem đến anh, người ta vẫn cảm nhận được một điều là ông này ông có cái gì đó nó là lạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là một chiếc hộp mà nghệ sĩ nào tham gia Hóng Chuyện Showbiz cũng hỏi xem là cái gì, tại vì nó giống như là cái anh hộp anh thắc mắc hồi nãy giờ. Giống như là mình mua đồ cưới vậy đó. Nhưng mà nó là một cái ngôi sao danh giá và cái huy hiệu của chương trình. Để một lần nữa cảm ơn diễn viên báo chí, nghệ sĩ báo chí đã có những cái đóng góp suốt thời gian vừa qua dành cho màn ảnh HTV nói riêng và dành cho quý vị khán giả nói chung, và tiếp tục đang mong chờ vai diễn sắp tới của anh trên màn HTV nữa nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Bảo Chí có được cái buổi gặp gỡ Phương Hiếu và gặp gỡ quý vị khán giả để mà cùng trao đổi những cái vấn đề, phải nói là lần đầu tiên mới kể. Không cung biết sự tính là không kể. Nhưng mà qua cái sự dẫn dắt của Phương Hiếu để mà khơi gợi để cho Bảo Chí phải nói ra, nhưng mà Bảo Chí cũng nghĩ thì qua cái sự những sự việc Bảo Chí kể ra cho Phương Hiếu như tất cả quý vị khán giả nghe, thì mong là quý vị khán giả sẽ hiểu hơn nhiều cái cuộc đời cũng như là cái tâm sự của những người nghệ sĩ khi bước vào nghề sẽ có những cái sự việc hay là những cái mất mát hay là đau thương gì đó trong cái cuộc đời của mình, chứ không phải mà bằng phẳng như tất cả quý vị khán giả thường nghĩ là không có đường nào trải đầy hoa hồng lúc nào cũng đẹp. Cảm ơn anh một lần nữa. Thưa quý vị, đó là câu chuyện mà nghệ sĩ Bảo Trí đã mang đến cho Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi chúng tôi để cùng gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn khác trong các số sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Buổi trò chuyện cùng Sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Hãy đón xem chương trình vào lúc 17 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.